Cái gì đâu mà lâu quá trời, đứng muốn tê chân luôn à. Mới sáng sớm em làm khùng làm điên cái gì vậy? Uống thuốc chưa đó, tự nhiên che mặt kính mít rồi. Đừng nói thế anh đẹp trai quá mắc cỡ đấy nha. Anh tới không gọi trước để em make up. Con gái trước giờ sao make up khá dữ lắm. Em kêu anh tới mà. Em nói là 6 giờ ngày thứ bảy chứ đâu phải là 7 giờ ngày thứ sáu đâu. Vậy bây giờ sao? Thì phải chờ em make up chứ sao. Anh thấy đẹp rồi mà. Thiệt không? Thiệt đó. Mà thôi đi, con gái mà không make up thì sao hả? Giống như ra đường mà không bận đồ vậy, chắc người ta xỉu hết á. Anh thấy em make up vẫn xấu như thường thôi. Tôi xấu mà kết cấu tôi đẹp. Lần sau anh tới nhớ báo em trước đó. Mặt em toàn tàn nhang, mất cỡ muốn chết rồi. Mà sao em bị tàn nhang vậy? Thì đi nắng. Rối loạn nội tiết tố hả? Anh thấy phụ nữ hay bị lắm. Chuẩn cơ mẹ đấu luôn, tàn nhang với đồ mồi nữa. Gì ghê vậy? Mà em cứ yên tâm đi, em có xấu cơ nào anh vẫn yêu em cho tới khi có bồ mới. Con nào không muốn quen anh đó. Em đang nói em đó. Xí, tại thấy anh ế nên em tội nghiệp anh thôi. Nè, chứ không phải em cũng ế chảy nước hả? Ai đồn vậy? Trai nó theo em xếp hàng từ Vũng Tàu xuống Cà Mau, em còn chưa thèm nữa. Phải không? Nói dốc chết liền đó. Vậy bây giờ cái vụ tàn nhang với đồ mồi thì sao? Có thuốc trị không? Có chứ, nhưng biết anh của chị đi mua không? Nói đi, mua ở đâu? Nghe nói là sản phẩm của công ty Đăng Dương tên là One Today. One Today là chuyên dưỡng trắng người tàn nhang đồi mồi. Nghe nói ngoài kem trị mụn tàn nhang còn có các sản phẩm trắng da, trị mụn, dưỡng da toàn thân nữa. Hay ha, anh hỏi cho vui vậy thôi. Rảnh đấy. Có chuyện gì mà kêu giật ngược giật xuôi vậy? Thì có anh mới kêu chứ đâu có quẩn đâu. Trực thăng của ai vậy ta? Tới đón anh đó. Đi đâu? Đi mua One Today. Anh nói thiệt hả? Ừ. Anh rất tỉnh với đẹp trai luôn. Mua có hũ kem mà đi bằng máy bay luôn hả? Chơi vậy mới quanh tráng lệ chứ. Mà anh biết chỗ mua kem quanh chỗ đây chưa? Anh lên mỹ phẩm đăng dương.com.vn coi rồi. Ngoài chợ hiệu thuốc hay là shop mỹ phẩm gì cũng có hết đó. Có 199k một hũ thôi. Anh coi kỹ chưa đó? Kỹ rồi, quanh tôi đây dưỡng trắng, ngừa tàn nhang đồ mồi, đúng chưa? Em cứ ở nhà nằm nghiêng ráo nước đi, cả thế giới cứ để cho anh lo. Ta xin giới thiệu, ta là công chúa bong bóng. Công chúa bong bóng gì chị đách cần biết? Rồi mắt có giống chó gì mày bắt tao hả? Đừng có nói thấy chị đẹp gái quá cưng ganh tị nha. Tự tin như bị đập đinh. Chế bắt bạn không phải vì bạn đẹp, mà vì công thức của kem One Today. Nó ở đâu hả? Nói đi, nói ra phụ nhổ đinh cho. Trên mỹ phẩm đăng dương.com.vn chứ đâu. Có biết xài internet không? Gõ mỹ phẩm đăng dương One Today là nó ra liền hả? Giờ thả được chưa công chúa bong bóng? Chưa được, cái kiểu này chắc phải đóng thêm vài cây đinh. Chế bóng chứ chế không có lú ha. Hello, what do you do? I do thì quất. Mày muốn cái gì nó nhanh nó lẹ cho xong đi. Ta muốn công thức kem One Today của đăng dương. Mày muốn là được hả? Vậy kêu thằng cha mày đưa đi. Thằng khốn, người ta nói không đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Nhà tao không có hoa nên quất nó. Giờ mày muốn gì? Nói đi. Tao nói tiếng người chứ đâu phải nói tiếng con lu đâu mà mày không hiểu. Lu bu tao quên. Mày hề quá. Tao muốn công thức kem One Today dưỡng trắng trị tàn nhang đồi mồi. Giờ sao? Tao khẳng định là mẹ té giếng chắc luôn. Ai cần bị giới thiệu? Đâu có. Trời băng lén làm hết hồn mà. Rồi sao? Cho tao hỏi mày một câu được không? Hỏi đi. Mày có khùng không vậy? Hả? Tao đã kêu mày lên mỹ phẩm đăng dương.com.vn xem rồi mà. Mày còn muốn cái gì nữa? Tao muốn mày yêu tao. Mơ đi. Cứ bình tĩnh. Em đang bình tĩnh nè. Em đâu có run đâu. Anh thấy không? Không có sao đâu. Em cứ chờ đi. Yên tâm đi mà. Mắc quá tên bệnh té mẹ thôi. Anh nói như đúng rồi vậy. Nói giỡn vậy thôi chứ có chuyên gia gỡ bơm ở đây rồi. Cắt đại nha. Hả? Quốc đại đi. Chuyên gia gỡ bom gì cho cắt đại vậy mấy cha? Em mới xài kem One Today thấy bớt tàn nhang nên chưa có muốn chết đâu. Yên tâm đi, anh nghĩ nó không có nổ đâu. Về chắc đâu. Hả?